Xin chào, mình là Thanh Hiền, đây là chồng mình, đây là em bé Mông. Hôm nay là nhà mình đến bệnh viện Bảo Sơn để tái khám sau một tháng sinh em bé. Trước khi vào phòng mổ thì nói chung là lo, run, ai cũng thế thôi. Thế nhưng mà đến lúc mà vào phòng mổ thì thấy mọi người bảo là ở trong đấy cô đơn, rất là lạnh. Nhưng mà vào trong đấy thì mình thấy đông người lắm, mình thấy vui lắm. Chỉ sợ mỗi cái lúc mà phải tiêm tê hai mũi thôi thì lúc đấy mình kiểu bị bịt mắt nên mình không nhìn thấy gì cả, thì lúc đấy cũng hơi sợ. Nhưng sau lúc đấy thì tê hết rồi nên chả cảm nhận được cái gì cả, chỉ nằm chờ thôi. À, có một cảm giác lúc mổ đấy là buồn ngủ, tại vì sáng đấy dậy sớm quá nên là thấy buồn ngủ thôi, còn đâu là cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả. Bệnh viện hẹn 7 giờ nhưng 6 giờ đã đến rồi. Lúc đầu tiên là bên ngoài thấy rất là run, hôm đầu tiên là chưa run, đầu tiên là thấy anh thấy một anh mà trước từ này anh ấy cứ đi qua đi lại, anh ấy bảo vợ là có bao nhiêu sao đi qua đi lại lắm ấy nhỉ, xong anh ấy quay ra anh bảo anh là tí nữa mà anh sẽ đến lượt thôi. Thế xong anh đầu tiên ở bên ngoài rất bình thường, cho nên khi các bác sĩ xuống đưa Thương Hiền vào trong thang máy để đi lên phòng mổ, lúc đấy mình bắt đầu thấy run. Đến lúc đấy mình không biết là phải diễn tả như nào, nhưng cảm giác vừa sợ vừa lo lắng mà run đấy. Chương trình gián đoạn một chút không phải vì quảng cáo. Đơn giản lắm. Sau mấy hôm đầu tiên ấy, thì về nhà thì mất 1-2 ngày con lại nhà thôi, còn đâu về sau thì mình cũng chủ động sữa không cho con ăn, là con cũng trộn miếng ăn ngủ, uống xong là ngủ thôi. Mẹ cháu khóc mấy lần nữa. Cảm giác bất lực. Bạn không biết cảm giác vợ khóc vì đau, con khóc vì mình không biết là vì cái gì nữa, còn mỗi mình là không khóc thôi. Không biết đâu, có một hôm mình khóc hết cả chồng, cả mẹ chồng khóc theo. Cả nhà khóc luôn. Hai vợ chồng anh ấy, em cứ ban ngày thì vợ anh hút sữa xong rồi trên giường ngủ, còn anh thì cũng phụ thôi. Tối thì hai đứa chung là ngủ với con. Mình thường có bà nội với cả của bà ngoại em chăm, nhưng mà hai đứa đầu tiên được 2-3 ngày vào, trời ơi như zombie thích luôn. Nhưng mà mệt về sau là bà nội bảo thôi để lấy mẹ trông cho, thì hai đứa sướng sang phòng bên kia. Bà khỏe sướng, ban ngày bà nấu nướng xong dọn dẹp các thứ xong rồi đêm bà lại trông cháu, bà lại ngủ với cháu. Mặc dù là trước đấy anh rất là thức khuya, có hôm anh 2-3 giờ anh ngủ, và điều đấy xảy ra thường xuyên. Nhưng đến khi mà có một em bé thì cảm giác đấy nó khác hơn việc mình thức khuya hàng ngày. Cho nên bây giờ thì lịch của anh 10 giờ đi ngủ, 6 giờ. Lúc mà anh mới đón em bé ở trên tay này, anh nhìn vào anh trông lạ đấy, nhìn trông không giống em bé mình gì cả, không giống ảnh xương. Không giống ảnh xương. Mà lúc đấy mãi nhìn em bé quá, anh cũng quên mất là bác sĩ đọc đẻ lúc mấy giờ và bao nhiêu cân. Đến lúc anh phải hỏi bác sĩ. Về nhà thì ngay sau hôm lưu viện, tầm 1 hôm đến 2 hôm là thấy em bé đã khác luôn. Các mắt, các thứ hơi bị sưng lên ra trong hình mặt luôn. Anh thấy mấy bà là giờ bố luôn. Nhưng mà đây chỉ là mới thôi, còn về sau cũng thay đổi. Đầu tiên lúc anh nhờ em quay video ấy, mục tiêu của anh muốn là cái mic đấy nó sẽ thu âm được em bé đầu đời đúng không? Đầu tiên anh nghe thì vợ bảo ôi sao em bé khóc ok, thì anh thấy vợ bảo hỏi có cháu to không nào. Đấy là điều mà anh sợ nhất đấy. Để ở nhà sẽ ăn đủ cơm cũng to, sau này lắm của chả biết có lắm của không, nhưng mẹ cháu khả năng là mất 50 triệu sớm mỗi ngày rồi. Lúc mà trước khi mà bác sĩ định mổ ra ấy, là lúc đấy mình còn thuộc vào mình, mình vẫn vừa suy nghĩ là tí nữa mình sẽ có câu gì là cảm động không. Nhưng mà cái lúc mà tự nhiên bác sĩ hơi là mình nói được mỗi câu đấy, hỏi được mỗi câu đấy, mình xem mũi cháu to không nào. Lịch trình một ngày của mẹ và bé thì em thấy buổi sáng thì có cô đến vệ sinh vết mổ và tiêm, uống thuốc và thay băng các thứ. Xong rồi cho con ăn xong thì có một bà đến đưa con đi tắm xong rồi về thấy con ngủ rồi. Ngủ xong một lúc mà con dậy thì là ăn uống sữa, rồi đến con uống sữa xong rồi lại đến mẹ ăn thì các cô ở bên viện đã chuẩn bị ăn hết rồi.
ở bệnh viện thấy muốn đẻ thêm đứa nữa lắm, nhưng mà lúc về nhà rồi thôi thôi chỉ muốn quay lại viện thôi. Xong rồi á, mấy cái hôm phải tầm một tuần đầu tiên lúc mà về nhà ngày nào chồng cũng cầm điện thoại gọi lại cho mấy cô ở trong Bảo Sơn hỏi chị ơi con em bây giờ như này giờ em phải làm như nào. Ừ, về nhà một tuần vừa vẫn cứ suốt ngày phải gọi điện cho các cô hỏi, các cô may các cô nhiệt tình các cô vẫn trả lời. Mình thấy mình rất là cẩn thận mà chắc là bố nào mà lần đầu làm bố sẽ lo lắng như thế thôi. Ví dụ như cho con ăn hoặc là hơn một tí bị chớ, mình nghĩ rất là nhiều nguyên nhân. Bởi vì mình ở chung cư ấy, nó thì ảnh hưởng bởi nhiệt độ rồi gần đường nó bụi rồi ồn các thứ, mình hỏi rất là kỹ. Nhưng mà mình rất tự hào luôn khi mà mình đã để cho vợ đẻ Bảo Sơn và được các cô chăm sóc như thế, mình thấy dịch vụ rất là ok. Cho đến lúc mình ngẫu hứng và mình post lên trên TikTok về cái hành trình đi đẻ đấy thì cũng có nhiều bạn khen bên Bảo Sơn, mình cũng thấy rất là đáng tiền. Thế là cái lúc đấy nó cũng bé quá, người nữa cái mềm quặt ra ấy, bây giờ nó cứng cáp hơn tí rồi. Lúc đấy anh mỗi lần các cô y tá xuống để hướng dẫn vệ sinh cho em bé thì anh đều hỏi là bé như nào, thao tác như nào. Đến lúc bà nội vào anh cũng bảo các cô ấy là có gì hướng dẫn cho bà nội cách bế này, cách thay tã này, cho nó chuẩn theo cách bệnh viện. Chứ đôi khi mình tự làm cũng được, hoặc là bà có kinh nghiệm rồi nhưng mà phong cách của nó hoặc thao tác nó chưa chính xác thì nó sẽ bị lâu. Và lâu thời tiết này nó hơi bị lạnh nên anh bảo tôi đi học các cô cho chuẩn. À, lúc một người đi đẻ xong thì bác sĩ biết ra chỉ hỏi mỗi câu là mua con không, xong rồi đến xong nó bắt đầu nó kiểu biết độ cảm mặt một tí rồi ấy. Sau khi nhận phát hiện ra thấy nó có hai cái má lún, từ lúc đấy thấy nó xinh hơn bao nhiêu. Tại cả bố cả mẹ đều không có má lún, xong tự nhiên nặng lại ra hẳn hai cái. Thứ biết thì có hai cái má lún đấy, tự nhiên lại tha thứ cho cái mũi hơi to, thấy xinh hơn tí.